bạn xem cái hình ảnh tiệc phẫu thuật của bạn khách hàng đây nhé. Lúc trước mắt bên trái của bạn có mí, và mí thực tế thì nó cũng không rõ, với cái thứ hai nó tạo nhiều cái nếp mí phù. Còn cái mặt bên phải thì gần như là không có mí, và bạn có mong muốn là làm hai mí đều về một phần là cho khuôn mặt nó đẹp ra. Dạ, em thấy là khách hàng đã có một gương mặt rất xinh xắn rồi, bây giờ đã có một cái nếp mí đồng đều và đẹp hơn, là gương mặt rất là sáng và sắc nét hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và chị Như ý không biết là cái diện mạo mới của mình thì chị cảm thấy như thế nào vậy chị? Diện mới thì mình cảm thấy rất là tự tin khi mà giao tiếp với mọi người. Ánh mắt thì cảm thấy nó có sức sống hơn trước. Và không biết là người thân bạn bè của mình thì có nhận xét gì về cái diện mạo mới hay không? Có nhận xét là cảm thấy mình đã tự tin hơn nè, nói chuyện cũng vui vẻ hơn, tinh thần cũng lạc quan hơn lúc trước, nhưng thì hơi trùng xuống. Vâng ạ. Và trong quá trình mình phẫu thuật và sau khi phẫu thuật cũng biết là mình có bị đau nhiều không chị? Không, tại vì cái này cũng là tiểu phẫu thôi, cho nên là khi phẫu thì có thuốc tê rồi, không cảm giác gì hết. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị rất nhiều khi đã sử dụng dịch vụ của Thu Cúc chị ha. Em xin cảm ơn bác sĩ và các bạn.